em cũng có hứa với chị là sau này cũng gả nhau. Rồi lúc đó thì thằng con của em nó con trong tuổi dụ thì nó chưa có cái hành không lễ được, không cho. Nhưng mà giờ nó đã xuất ngũ gọn ra luôn. Thì em cũng muốn bước tới để cho hai đứa nó đẹp đôi với nhau. Qua gọi em cũng dò hỏi nhưng mà không biết, rồi hai đứa chưa chịu, rồi chờ năm hay năm nữa đó, mấy chịu lập gia đình. Chứ em muốn là em nói là làm luôn, con em xếp ngủ rồi thì đâu còn ai gặp được đâu, giờ cứ dạy cho nó. Rồi giờ con bé bên đây là thôi còn nán lại gì đó, giờ anh nhờ anh mấy anh bên đây giải quyết một cái nói gì mẹ rồi đi lên thôi. Cha nó ở gần đây nè, biết rồi. Thứ nhất, cái thứ hai nữa, coi cái tình cảm giữa hai đứa nó có gắn bó không? Bởi vì dẫn vợ gả chồng rồi, sống cả đời với nhau, ngọt bùi chia sẻ nha. Dạ. Thì cái thằng này anh không biết rõ. Cha nó ở gần đây. Có nghe cái thông tin này không? Không biết. Riêng anh là vậy. Thì anh đừng có ngại mà là để tôi cho con tôi cứ ổng như về bản anh đưa qua đâu anh đừng sợ. Nếu mà nào chưa ra trường bây giờ thì cưới rồi xong cho ở đây một lần, thì nào tạo qua trường nó tới lưu được thuận tiện đó thì cứ về tới cho tôi chứ mắt thì mình anh chắc chắn cưới cưới xong rồi cho ở đây phục vụ đàn cái gì anh cho là con ở với cha mẹ rồi chừng nào mà ra trường á thì con về thì trả tới lui đó, còn cái lúc bắt cưới rồi thì cứ vẫn còn ở đây chứ là để cưới rồi tiếp tục học tiên để lấy bằng nghề mẹ trả cho từng cha đi học thì học, còn dừng lại, còn nếu mà không học thì cứ tiến tới hôn nhân đi vậy đi thôi. Bây giờ em nói điều đó là cũng chính đáng, bởi vì giờ nếu học để nó có tương lai cho tụi nó thì tụi nó dừng cái hôn nhân lại để mình đi học cho nó trọn, còn nếu nó không học thì nó không chọn được nữa thì tới hôn nhân cũng được rồi, tại vì tụi nó quen nhau thì cũng mấy năm rồi à, chấp nhận ha, thương nhau thì chấp nhận đến hôn nhân mà cũng cứ thôi thì cứ cưới sớm đi vậy đâu mà chứ nếu giờ nó là hai cái rồi đây, rồi tới anh ba, bên ngoại bên nội, à, bên nội được bên ngoại, rồi là gì tới, cháu ở đây dẫn rồi cho ở đây nhưng mà chừng nào hào ra trường người đó nó tới lui với cha nó thường xuyên đó rồi, chứ em cưới là em phải cưới như vậy nhưng mà về tình thương mất thương này để cho phụ vụ cho ảnh thôi đó. Ôi khóc thì nhúi nữa giá mà lo gì khóc giá là tốt rồi. Có từ hát chưa à? Có từ hát đấy chưa à? À ý ta à, nói đúng ra nếu nhìn thấy hai đứa nhỏ hôm nay thì tuổi không phải là nhỏ, hai đã trưởng thành hết rồi. Nay qua ý chú cháu nè, anh hát sức là gắn càng nổi à, cưới thì cưới nhưng mà bên đây bên Úc chữ lúc nhiệt hào còn đi học em dẫn cho hai đứa tới khi nào nhiệt hào ra trường thì tôi nói gì bển đó, tốt quá. Nên anh thấy thế này, nó đúng là cái chuyện hồi nãy mà nói chuyện hoàn toàn anh như vậy tóm lại không biết gì hết, nó không biết gì hết, có nghĩa là nó trì quản á, có nghĩa là Thảo Nhi nó trì quản sao đó. Ừ, anh không biết, không thấy còn đứng về phía anh à, đứng về phía anh ba, nếu khi bước tới là cứ bước tới, tiến hành là cứ tiến hành. Thế thì quản khi người ta nói cưới vợ có nghiền tay gì đó đó dạ. Đến lâu ngày ừ vậy tiến hành là tiến hành đó, nên đứng gì phía anh hai là một, chị Tư là hai, là cô Tư là cậu sáu,
rồi chú út nó có bổn phận và trách nhiệm nói chuyện với Thảo Nhi cho nó nghe. Thì tôi cũng vậy đó, cũng như phía anh là thế. Hồi nãy chị nói nãy anh nghe kìa, nếu nó học đại học, đó là tương lai nó để cho nó, nó nắng là thời gian để học, nó đi mà ngược lại đã bỏ học rồi, thì tiến hành, đó đứng gì phía anh bằng, anh thấy đi. Nãy em cũng mới nói tự nhiên nó học như vậy em mới học rồi. Nếu bây giờ con tiếp tục đi học để lấy cái bằng nghề để con có cái tương lai thì con đi học, dừng lại. Còn nếu con học thì cứ tiến lên không. Vậy đó. Vậy đó quá tốt rồi. Đúng. Quen mà gia đình bước tốt là đều có hạnh phúc quá rồi. Chứ nếu mà chịu quá 2-3 năm thì em cũng chấp nhận cái gì rồi, mà em thì em đồng ý, nhưng mà sợ hai đứa là trai gái mà rồi vẫn đi ra ngoài, rồi nhỏ này cũng đi, rồi không biết, rồi nó chuyện đó là em không bảo đảm được, không bảo đảm được là nó quen. Đó rồi. Thì giờ trước mắt giờ được, nhưng mà trước mắt nó gặp ngày mạnh hơn hoặc nhỏ kia xinh hơn hay ví dụ gì đó thì em chị em có ý chị có ý kiến gì như nếu mà có ba hai ý kiến vậy không chị ta năm là đám cưới năm nay năm đó tiếp tục lấy cậu cháu về tới em ha. Anh ba nói tới em đúng không? Thì ở đây em cũng quên hai anh ba, chị Tư thì mình gọi là chị Chính quen rồi, chị Tư em anh Năm. Thì đây cũng hai anh, có em nữa. Nhưng mà giờ cái này thì ví dụ như mình gọi là trong gia đình đồng ý rồi, ví dụ đi, ai cũng chấp nhận, hai đứa được bước tới là bình thường. Mình nghĩ vậy. Dạ. Như vậy em cũng nói vậy. Bây giờ trước mắt mình phải hỏi hai đứa như thế nào. Ok. Đây là một cái này cần thiết nhất. Nếu con chấp nhận thì cái chuyện này cả đời chứ không phải là ngàn bữa. Hỏi hai con nếu chấp nhận từ đây sau những trách nhiệm gì hai đứa chịu trách nhiệm thì bước tới, chứ để sau này nó nói tại cha với mẹ hay gì đó, ví dụ hay là mấy chú bác gì thì con không biết, cái này mới khổ nghe. Cậu nói vậy anh bây giờ bàn luận cho nó kỹ một tí hoang rồi thì em xin lỗi em nói đi rồi chút nữa nói thì để bàn luận coi. Chứ tôi thấy hai đứa này thì nó cũng thống nhất rồi đó, nhưng mà mình cũng phải kêu lại cái chuyện coi sau này tụi con lỡ nó mà ngang không khá nghèo quá thì ví dụ mà nói xích mích cái gì cái đổ thừa tại mấy bác à mấy cậu à, nói cái này mình phải hỏi cho kỹ vì cái hôn nhân này nó cả đời người chứ phải một ngày được đó. Cái thứ hai mình phải hỏi kỹ gia đình coi như hai bên chấp nhận, mà luôn cả mấy ông mấy bà bên kia, ví dụ mình nói lỗi còn hai lớn tuổi trong gia đình mà thống nhất, chứ để ví dụ như vậy bên này có anh chị em giữ tôi mà hôm nay không có mặt cái rồi sao nghĩa nó qua làm rễ này tao không khoái đó, không chấp nhận cái gì trời đất ơi chết luôn á. Cái này mình phải nghiên cứu kỹ thì mình phải bàn lại trong một hai ngày để làm gì. Giữa hai đứa này mình phải hỏi cho kỹ thống nhất, mà mình đã biết nó thống nhất rồi đó, nhưng mà phải nói cho nó kỹ rồi sống ở đời, chứ ở đây gia đình này thống nhất hết đó. Mà nếu nó chấp nhận thì mình tiến hành không sao cả. Em nói anh không? Chứ để chưa gì hết trơn, cái thống nhất ở đây rồi mình làm không nói cái nó đổ thừa. Nói sao mà trong gia đình cậu Sáu mà dì Tư rồi bác hai, bác ba không nói con tiếng nào trơn. Cái gì lại cứ hứa rồi giờ con phải theo. Cái này là nguy hiểm nhất trong cái chuyện hôn nhân. Thì đây vấn đề là em nói thật là em nhỏ nhất trong này. Nhưng mà em nói góp ý đây thì vậy á. Nếu còn chuyện thống nhất như người xóm giờ anh hai, anh ba thì em xin lỗi, em thấy hình như rồi. Mà chính em cũng có cái thống nhất trong vấn đề này. Cháu mình mà thì lớn phải gả với cưới chứ anh coi để làm gì. Tụi nó học tình thì mần ăn. Cháu nó sống đời chứ đâu phải sống với mình. Nhưng cái giai đoạn đầu này là anh Năm còn hơi khó khăn, lý do chị Năm mất thì cháu nó còn phải phục vụ cho anh thời gian. Lý do là đơn chiếc quá không ai để mãi thì đó, thì nếu mà cái đó thì không thẳng mình bàn cái nữa, ví dụ như sao mà hai đứa nó có thành vợ chồng thì anh cũng phải để cho thẩm chí ở đây thời gian. Đây là chuyện em muốn chứ đừng nói tôi cưới về rồi thì sao mà cứ không về làm dâu mà cứ ở ngoài này phục vụ cho hoài. Nhưng mà khi nào nói về cho một hai năm nhận hậu cũng ra trường à,
thì ra trường nó cũng còn thoải mái rồi nó về thăm sóc ảnh gần hơn đó đó, thì chương trình đó bắt đầu là hai đứa này nó làm ăn hay về cổng gì á chứ còn đừng trách là nó giờ tôi bỏ tiền tôi cứ vô mà giờ nó không về ở nó phục vụ già nó hoài cái này cũng đau lòng lúc đó mới nói chứ bây giờ thì chưa nói thì nó khổ lắm thì ý kiến chung báo cáo anh vậy cậu nói vậy nhưng mà quan trọng nhất là hai đứa nhỏ anh mới hỏi nó đi rồi tôi bên đây bàn luận với con Thảo Nhi như thống nhất hai đứa này chấp nhận thì sau này giàu thì cũng mày ăn cao lắm là mày chịu. Cao lắm mày xách lại mày cho cậu Sáu tổ Yến ơi còn mày nghèo cũng mày ăn mày chịu nói chung mày chịu chứ mà không phải mày ăn mày chịu thì đừng đổ thừa tại sao mấy cậu đồng ý cái này là nói phải nói kỹ với mấy đứa cháu rồi báo anh vậy đó thôi giờ em xin ý kiến nhiều à thưa anh hai với anh ba với chị với anh năm coi như trong gia đình mình em xin thưa vậy thôi thôi giờ không có nói nữa đó giờ để ý kiến mấy anh nếu mà cậu nói vậy rồi mình người lớn mà xong rồi kêu hai đứa nhỏ lên ở đây có cậu có gì có cậu đủ bác rồi thôi cái phần nó để ba bữa có nghĩa lát xin số điện thoại của em ba bữa nữa tụi anh sẽ trả lại đúng rồi để bàn từng bên giữa anh thì bên Nghĩa là với anh với chị với gia đình bệnh là Nghĩa thống nhất đúng không còn bên Thẩm Thi giờ để bên đây bàn lại cái ba ngày điện anh ra điện nha đó nói vậy nói chung là nói để là nói động viên khi nói vậy thì mình đã giải thích cho cháu nó hiểu rồi để mình cũng động viên để cho nó thôi chứ không phải là nó để bàn ra chị yên tâm nhưng mà cậu Út là ok á anh ba cậu Út nghe cậu Út nữa về tâm lý này cậu Út dữ lắm mình nói vậy con gái mà phải khi nói giờ nó giờ bảo đảm thôi vậy đi chứ không phải là bên đây không đồng ý đâu anh chị đừng có lo nhưng mà để nói cho mình cũng phải kết cho nó dễ chút bảo đảm cho nó kỹ chút để Thảo Nhi có khi sau này nó đổ thừa ví dụ mình nói đây không phải mình nói mà cháu thì nó không đổ thừa đâu nhưng mà mình nói vậy chứ mình cũng phải ngừa trước anh công nhận em không nói chứ mình không với lại cái thời buổi giờ nó cũng văn minh này để cho tự đứa nhỏ nó quyết định đúng rồi mình là đặt bắt cầu cho nó thôi còn nó bây giờ nó phải quyết định cái nó còn nó thương không đó mình phải quyết định gì tôn trọng nó rồi sau này dù như có mình gì bắt nhịp cầu nói nhưng mà nó chấp nhận nó đi thì mình mới bắt được không đi mình đâu bắt được đâu phải không dạng vậy đó thì đó đây là câu nói của ông Thống nó hỏi bàn với nó thôi vậy đi em vậy thôi giờ mình uống nước đi thôi vui vẻ vậy xong hết nay rồi mình đi nhờ cái gì đi người cũng tính ra ngoài nghiệp quá đồng ý ra em là dạ không nói chứ nghĩa thì em cũng thương đó không gì cháu để đựng tội mà trước đây là chưa cái vụ ấy cũng được tụi nó em thấy hình như tụi nó hai đứa cháu nó cũng đồng tình với nhau rồi có nghĩa là qua lời nói hay là chút lấy miếng giấy lịch với cái giấy cho anh mượn anh xin số điện thoại của chú Sáu.